Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào các bạn nhé. Chiều nay mấy anh em ra cái sòng bơm này mình mò cá nha các bạn. Người ta mới bơm cạn các bạn ơi. Cá dữ lắm rồi, cá rô dữ lắm rồi. Cá rô cá sạch. Mới như thấy nó chui con vô trong kẹt đó kìa. Rồi trong thâu thâu bơ bơ thập tay vô bên đây nè. Mép ở bên đó đó. Thấy không? Cá lóc lên trên đó. Đó, vậy kìa. Cái hàng nó sâu quá. Mình đắp ngang trên đó các bạn ơi. Đắp ngang trên đó mình tát nước ra. Đắp này. Thấy cá như cũng nhóc dần cái rô. Còn mấy cái hàng chưa tính nha các bạn. Mấy cái hàng này dữ lắm rồi. Rồi cái rô bự bự không thưa đang ơi. Bắt xong rồi lấy cái giấm qua đây đặt à, ngon luôn. Ừ. Trên nó còn nhiều lắm, cá nó dồn xuống. Chặn cái rổ ngang đó đi đây. Chứ rô bệnh mạnh không? Rô bự mà.
7 ký cá luôn. Sao này lâu rồi không ai bắt. Hang này không là bắt là tới tiền luôn á. Nhóc hàng trên đây. Đây này cái nền nhà các bạn của ông anh bữa mình mới hỏi ảnh mình mượn cái chỗ này để mình đổ đá đất các bạn, đổ đá để xe đậu xe này kia, mấy anh em xuống chơi đó có chỗ đậu xe. Với cái đường này không có chỗ quay đầu các bạn, mình đổ ở đây nè, cao cao lên tí cho xe lớn vô quay đầu này kia. Chứ có cái chỗ để mình đậu xe các bạn, đây ngang cầu nhà mình bên sông bển. Còn đây thì cái nền này mình đổ đá lên, chắc ngày mai mốt gì mình kêu người ta vô người ta đổ đá các bạn, để có xe anh em xuống chơi đậu tuốt ngoài xa quá. Qua đây nè sư phụ, qua đây gọi qua đây. Trời ơi trời, trong cái hang này các bạn ơi, kìa có nhiều cá nó dồn vô đó kìa, ốc ốc ở trong đó kìa, nằm gạch con nằm liền con trong này nè, tay hốt nghe đây nghe nè. Ôi ôi kìa, nhấp 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 luôn, có tép nè, ô nó quậy kìa. Ôi ôi, cái nào cũng có cá chê à, là đó là gì không có. Còn cái hang trên kia nữa, lừa trong đó ra lấy cái gỗ hứng rồi bắt ra nó đã cá sạch vô. Ôi rồi cái rô nằm xếp lớp trong đó quá sầu 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 trong đó rồi. Rửa cho đẹp trai lên nha. Cái rô mà bự bự mập mập không hả trong đó. Nhóc chơi kìa, không phải cái rô ốm đâu. Dạ. Nè. Vô. Cái sạch mà muối nè. Muối chiên ha. Ừ. Nó bỏ tôi lạnh vậy nè, muối chiên. Rồi non cũng nhóc cái ha. Là anh con. Hai hàng này đủ. Hai hàng tới tiền. Đây, 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 đây. Đấy lắm rồi mấy hàng đó. Bắt cái hàng này không mấy ký cá hả mà. Rồi, có nghe nó chảy xuống nó dồn vô đó. À thế. Cái sạch bành bành không luôn. Bắt nó nằm trong đó dữ lắm mày ơi. Đó. Từ từ đi. Bắt từ từ vô. Vô cái bạn bạn. Ờ, được. Cứ ngắt trong này luôn rồi sư phụ ơi. Trong đó rồi, một đống ở trong đó rồi. Kẹo con trong đó. Đó, thấy cái hàng rồi, cái ngắt luôn cái hàng. Dễ cây không à. Cái rô, cái sạch gì thế này, đủ phủ trong này. Bắt cái hàng này đủ tiền luôn rồi. Múc chỗ nào hổng hổng múc cho nó trào ra. Múc không được, bắt cứ ngắt à.
chạy ra kìa. Ôi ơi. Đang ngồi cho nó chạy ra nhóc kìa. Lóc kìa, ừ, đầy mặt luôn. Trời, cái gô trong này một đống trong này luôn. Thì ở đây chụp bỏ vô, chụp bỏ vô. Trời trời ra. Ừ. Thọc tay vô không được luôn á. Nó cứng á. Nó sắp lại gai ngược lại không. Mấy con bên nó cộng bên đó nữa nè. Ông chịu ra. Én vô không. Đi góc bình bát. Đứng xuống luôn à. Mẹ nó đi xuống luôn. Con chịu lên. Chui rồi, kiếm chỗ chui được chưa? Vô. Đổ một mấy cái cá này. Ây dạ. Ngày nhỏ lại hai ngày trời ơi nằm trong đó bắt nãy giờ. Ôi ôi nó chạy ra không bắt nó thôi, nó chạy vô lại. Múc cái lỗ sâu này nè, nó chạy ra. Đây mặt. Đây mặt luôn. Giờ trào lên cái. Múc vô hàng nhỏ. Vừa giờ vậy đó đổ nước vô đi chèo lên đổ cái rổ ra đây đi cho nó nhảy ra đây. Đấy, cái cá này trời trời khủng khiếp thao cá khủng khiếp các bạn thao chào bá luôn càng gan vô nữa hả vô chẳng chẳng còn trong đó nó nhấp trên á nhỏ hai nhỏ tập sắp được dạ. Đi vô cái kia ăn chữ gan ăn chỗ bắt ở chỗ rồi thằng liên thằng đi xa. Còn
con. Đây hang đấy nha các bạn. Hang dưới đó rễ cây quá không có thọt vô sâu được các bạn. Ừ. 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 Trên đó kìa. Vào lý thông hang nữa đó. Lắp ngoài ra. Lắp ngoài giờ lên trên đó còn nhấp. Khử ra thông, khử ra đừng có thọc vô thông. Ừ, khử cho nó chảy nước ra thôi. Chảy nước ra là có là nó trồi ra hả? Nó bự không chứ bộ. Nó chạy ra cũng được rồi. Thôi để trong đó kìa, trong đó chắc dữ lắm rồi. Vinh vinh nước rồi. Đó, nó chuẩn bị nó chạy ra đó. Gò gò ở đây. Ừ. Cái lỗ đó dữ lắm á. Nghèo lắm vậy. Sao bắt lại loại hang đó đầy sơ đó được rồi. Ừ. Vậy hốt không hang là không bằng hang nữa. Cạn cạn hả? Chui mấy hang trên không thấy cá chê thôi. Đây còn hang đó nữa kìa. Hang đó vô sâu à. Hang đó sâu á. Nước cá. Nước trong mà không có cá lên. Đục mới có cá. Trong không? Đục mà. Trong. Trong hả? Chảy nước ở trong vô. Trời ơi, hang này chỗ vào ruộng bánh luôn á. Đó, như đủ rồi. Đủ gì quá, vô luôn chứ được. 7 kg. Cái sạch đi. Này để rộng lại đặt lập ít một bữa nữa. Đổi dùng rồi. Đổi dùng. Đặt lập ít thì chất quớt à. Lập ít về ăn lỗ đi cua và chất quớt nữa. Bỏ khúc luôn bắt nó. Để dừa. Xong rửa luôn. Mấy ký cá này các bạn ơi. Bươi nó bỏ anh bờ thôi không? Nghèo nhóc cái trơn. Trong cái hang này còn nhóc. Đó, ốc 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 ở dưới. Bọng ở dưới này cũng dữ lắm. Chỗ này còn cá nhóc cái trơn không ạ? Mới nước mình mong ở đây giờ lúa lên cao hết rồi. Cái này đã trên ruộng nước khô quá. Bắt một cái rồi. Rồi anh em về nha các bạn.
ra sông về cầu mình đi. Ừ, về bên cầu bến này. Cửa có cây CV vậy các bạn, cây CV ở nhà. Ở đây rửa cái thau, à? Thau rửa cái thau quá trời luôn. Nước ngoài đánh bắt không? Để chút xíu lên rửa lại nha. Nhiều quá trên lên sàn lãng nó sình không, bên đây sình không rồi. Đây chỗ sình chỗ cái đít thau á. Có nhẹ nhẹ nó không nhẹ. Này có 4-5 kg nha các bạn. Nó bự không? Nó bự không chứ, nó nhỏ đâu. Hồi này tao cũng không biết. Rô cũng bị bự thôi rồi. Bỏ ra, bỏ lại nó dễ dữ. Sặc nhóc quá vậy. Sặc dữ lắm. Sặc này. Sặc này cắt đầu muối xương xương trời một nắng này. Nhận thấy hộp tiêu ngon ngọt đấy cô bác ơi. Trời. Mấy kg? 4 kg. Hơn, thì hơn 4 kg. 4-5 kg. Trời, mấy cái rô lớn cũng còn uống nha các bạn. Trời. Mấy con nhỏ có con số cũng có ốm có mặt. Đặt chút xíu. À, mò có một đoạn rồi chặn ngang đó bắt có một tí xíu là 4-5 kg cá luôn. Mùa này mấy cái sòng bơm là bao luôn, mấy cái vớn của mình ngày mai đổ còn giữ nữa. Đặt mấy cái sòng bơm yêu cầu cái sòng nó bơm ra cá có nhiều lúc vô luôn vô vớn hết à. Mấy ngốc mình để lại đặt gặp chuột nữa mày tận dụng gửi nó sơ lại cái thôi. Ba ca mười
hơn 4 kg giá mà. Đấy, sạch cũng ngon đi. Sạch ngon. Chưa được nửa tiếng hồ. 30 phút có 4-5 kg cá rồi. Cá ốc này chút mấy anh em đi đặt rập chuột luôn các bạn, kiếm thêm ít nữa đi đặt rập chuột luôn. Cá này mình cộng loại chút về làm cái sặc muối nha các bạn. Cá rô nhỏ nhỏ, con nào mập mập thì để lại ăn, ốm ốm thì thả hầm hết. Đó đâu rộng loại để đặt lập ếch chứ quên lộn. Thả hầm nó đi hết các bạn. À, cá rô mưa xuống rồi còn con mưa nó đi hết. Mình rào cũng mấy lần, cũng rào cao su được tháng 2 tháng nó cũng sụp xuống nữa do vụ bành su chịu nổi rồi. Buổi đi mò cá của mấy anh em mò sòng bơm chừng nửa tiếng đồng hồ cũng được mấy kilo cá nha các bạn, ăn mấy gia đình luôn. Lựa ra cá ăn, còn nhiều để dành đặt lợp. Thì video đi mò cá rô, mò cá cạn của mấy anh em đến đây Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Rộng lại. Đó, sọt rộng lại mình để đặt lợp.